Chào mừng mọi người đến với video Inox 316 và các biến thể chống ăn mòn vượt trội. Inox 316 có thành phần hóa học là cờ rôm từ 16 đến 18%, niken từ 10 đến 14% và molybden từ 2 đến 3%. Inox 316 thường được sản xuất thương mại dưới dạng ống, tấm, dây và cây đặc. Nhờ thành phần molybden mà Inox 316 phát huy hiệu quả chống ăn mòn khá cao, có khả năng chịu được sự ăn mòn tốt trong môi trường clorua. Việc sử dụng Inox 316 đảm bảo độ an toàn khi dao động nhiệt độ từ 425 đến 860 độ C khi ở nhiệt khô. Lưu ý, loại Inox 316 không thể làm cứng bằng phương pháp xử lý nhiệt. Inox 316 có nhiều biến thể khác nhau như 316L, 316F, 316N, 316H, 316TI và còn nhiều loại khác nữa. Một biến thể đều có đặc điểm khác nhau và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Inox 316L có ít carbon hơn Inox 316. Điều này cũng rất dễ nhớ vì chữ L là viết tắt của lâu ở trong tiếng Anh. Inox 316L sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các dự án yêu cầu số lượng hàn nhiều. Vì loại Inox 316 có độ phân rã hay kết tủa các búa nhiều hơn loại Inox 316L dù nó có được ủ để chống lại sự phân rã mối hàn. Inox 316L cũng chính là một loại thép không gỉ tuyệt vời khi gặp nhiệt độ cao, nó chống ăn mòn. Do vậy, hiện nay nó được ứng dụng khá phổ biến trong những dự án xây dựng và hàng hải. Inox 316H ngược lại với Inox 316L, loại inox này có chứa hàm lượng carbon cao hơn, nó thường hay được ứng dụng trong các sản phẩm có nhiệt độ cao. Inox 316TI, đây cũng là một biến thể của Inox 316 với thành phần có chứa titan giúp ổn định cơ lý tính để ứng dụng nhiều hơn trong các lĩnh vực yêu cầu nhiệt độ và cường độ cao. Chúc các bạn tìm được sản phẩm inox như ý.